Câu lạc bộ xanh ATNE là một trong hai đội chưa kiếm được điểm nào tại giải vô địch quốc gia Pháp League 1 mùa này. Dù vậy, việc cầm hòa câu lạc bộ Lille trong bốn trận đối đầu gần nhất sẽ mang lại hy vọng có điểm cho chủ nhà xanh ATNE trước cuộc đối đầu này. Câu lạc bộ xanh ATNE có khởi đầu không tốt ở League 1 mùa này. Sau 3 vòng đấu, Letvers chưa ghi DUOC bàn thắng nào và dĩ nhiên là chưa giành được điểm số nào ở League 1. Đây là điều chưa từng xảy ra với câu lạc bộ này trước đây. Kết quả này chứng kiến câu lạc bộ xanh ATNE đứng bét bảng xứng đáng. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử chứng kiến câu lạc bộ xanh Etienne khởi đầu mùa giải với 3 trận thua liên tiếp. Lần trước đó là vào mùa giải 2009-2010 khi họ thoát xuống hạng một cách xích sao ở vị trí thứ 17. Nếu phải nhận thất bại trước câu lạc bộ Lille ở vòng đấu tới, nhà vô địch Ligue 1 10 lần sẽ nếm trải lần đầu tiên bắt đầu giải đấu với 4 trận thua liên tiếp. Đoàn quân của Olivier Dan Olio khép lại mùa giải Ligue 2 năm ngoái với chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà, nhưng nếu tính riêng ở Ligue 1, câu lạc bộ xanh Etienne đã thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà Gelfroy Gijac. Ở hai trong ba lần gặp gỡ gần nhất với câu lạc bộ Lille, xanh Etienne đã giữ sạch lưới. Tuy vậy, câu lạc bộ xanh Etienne chưa thắng Lille kể từ sau trận hạ màn mùa giải 2017-2018. Nhiều cầu thủ câu lạc bộ xanh Etienne sẽ vắng mặt ở trận đấu tới vì chấn thương, như đội trưởng Anthony Briancon, Ivan Macon và Thomas Moncondui, Augustin Bokie và Ben O chưa chắc ra sân. Về phần câu lạc bộ Lille, đội bóng này khởi đầu mùa giải tốt khi thắng 4 trong 5 trận đầu tiên. Tuy vậy, thầy trò Bruno Genesio đã phải hứng chịu thất bại ở hai trận gần nhất. Câu lạc bộ Lille giữ sạch lưới ở Ligue 1 cho đến khi bị câu lạc bộ PSG nã ba bàn ở vòng đấu gần nhất. Dù vậy, câu lạc bộ Lille cũng đang có vị trí tốt trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội dẫn đầu câu lạc bộ PSG đúng 3 điểm. Để thua một trận đấu ở Ligue 1 là điều hiếm xảy ra với Lille. Họ mới chỉ thua 3 trận kể từ tháng 3 năm 2023, để thua liên tiếp tại Ligue 1 lại càng hiếm hơn. Lần gần nhất Lille để thua liên tiếp ở League 1 đã đến từ cuối mùa giải 2021-2022. Let có điểm trong 7 trận gần nhất gặp câu lạc bộ xanh Etienne. Dù vậy, lần gần nhất Lille thu về 3 điểm trọn vẹn từ sân Gelfroy Zichak đã đến từ tháng 3 năm 2019. Về lực lượng, câu lạc bộ Lille sẽ không có sự phục vụ của Samuel Umtiti, Nabin Bentaleb và Ismaili. Xanh Etienne đã cầm chân câu lạc bộ Lille trong 4 trận đối đầu gần nhất dù bị đánh giá là đội cửa dưới. Ở trận đấu tới, Xanh Etienne nắm trong tay lợi thế dù được thi đấu trên SA câu lạc bộ nơi nhà ở vòng dấu thứ tư này nhưng họ hoàn toàn có thể khiến Lille mất điểm nhờ sức ép khủng khiếp trên sân đấu của mình. Bốn trận đối đầu gần nhất chỉ có tối đa hai bàn thắng. Bốn trong 6 trận gần nhất của đội cửa trên Lille cũng chỉ có tối đa hai bàn. Xanh Etienne hứa hẹn sẽ phòng ngự chặt và khiến trận đấu tới khó có bàn. Sáu trận đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ có tối đa một bàn trong hiệp 1. 7 trong 10 trận gần nhất của cả câu lạc bộ Lille lẫn câu lạc bộ Xanh Etienne đều chỉ có tối đa một bàn trong hiệp đấu đầu tiên điều tương tự cũng có thể xuất hiện ở trận tới